Hello, với chào tất cả mọi người nhé. Vy cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian vào đây xem video của Vy. Thì hôm nay là Vy không có làm ẩm thực và ăn uống gì hết mọi người. Thì hôm nay Vy rảnh á, Vy chia sẻ cái review nơi chỗ Vy đang ở. Chỗ Vy đang ở mọi người bao nhiêu ngàn công nhân luôn á, thấy không? Dạy chỗ quá trời lúc này mọi người xem không? Đó. Thì đây thì cứ xa hơn lợi lắm mọi người nhé. Ai dạy chỗ đầy luôn. Đó. Đấy, nhiều công nhân lắm người. Tại vì là hôm nay là thứ hai đầu tuần á, cho nên là nhiều công nhân lắm, người ta đi làm này kia, và lại có người làm cả đêm á, là người ta ở lại đêm ta đi làm mấy người. Ai chỗ đây hay chờ hồi đó thì chắc là những người luôn là kêu Vy dự view nhà trọ đấy, thì đâu có sang trọng gì đâu mấy người, mà đi dự view này kia thì ta nói hay chờ chỗ là vậy thôi mấy người. Một cái phòng nhỏ, cái là toilet đó mọi người. Đó, đêm thì vợ chồng ngủ đây mọi người. Đây cái nệm á, ngủ đây thôi. Đấy à, làm YouTube á thì hồi xưa thì làm rất là dễ mọi người. Thì bây giờ thì làm rất là khó luôn á. Giờ YouTube nó căng lắm, căng quá luôn á mọi người. Mình đăng lên thì nội dung mình không có phù hợp với chính sách quảng cáo á, là cho vàng tiền à. Mà là vàng tiền thì mọi người đã biết rồi đúng không? Vàng tiền là mình không kiếm được tiền video đó luôn á. Có nhờ video đó là mình làm mình không kiếm được tiền á mọi người. Đó. Lãnh ra mình lãnh tiền thì mình còn từ thuế này kia nữa. Thuế nào thuế cá nhân rồi thuế nét này kia nó tùm lum luôn à. Đó. Tại vì nó thật chứ cái tiền của Vy đầu tư giá nhiều cấp 5-6-7 lần luôn á, là tiền Vy cái rút từ tích về mọi người. Một tháng của Vy nó thiệt chứ tháng nhiều nhất của Vy là 2,6 triệu à, rồi 1,6 triệu nè, đó là rồi 1,1 triệu 500-600 đó mọi người. Nếu mà 500-600 một tháng thì YouTube đâu có trả cho mình đâu, để 2 tháng người ta YouTube mới gửi cho mình á. Thực tế thì được 1.100 đô á mọi người mới YouTube chuyển cho mình thôi. Chứ nhiều người nói là cái Vy này ông này giàu lắm, bây giờ giàu rồi, ăn khắc xưa rồi, không có làm như như hồi xưa nữa. Như hồi xưa thì làm nói chung là dân dạ này kia á, YouTube mà mình phải cạnh tranh chứ mọi người. Chứ lẽ ăn món đơn giản quá thì không được cạnh tranh được kênh lớn á, thì người ta đập, người ta không có xem mình nữa. Từ trước tính giờ luôn á là Vy nó thiệt chứ là Vy lãng á, tổng quan luôn á mọi người, tổng quan Vy lãng luôn á là 18 triệu đó. 18 triệu đấy, chưa có tính là phí nét và lại cái thuế này kia đó mọi người. Đấy. Nếu mà Vy giàu và Vy có tiền, Vy có được tiền cho tốt nhiều thì Vy không có cái gì mà Vy phải bỏ xứ bỏ con này kia qua đây bon chen chứ cuộc sống đó mọi người. Người thấy nè, đó Vy làm công nhân nè, phải không, sơ ý một xíu thôi mấy cho lên 4 mũi mọi người thấy không, không 4 mũi luôn á. Hồi sáng Vy mới đi khám lấy giấy nghiệp phép về đó mọi người. Chứ nhiều người cứ cái nói là này kia, nói là làm YouTube á được tiền nhiều lắm á, anh vậy chứ không có vậy đó mọi người, không có gì mà dễ ăn đâu. Nếu mà mọi người biết đó thiệt á, nếu mà ai có ủng hộ mấy người làm YouTube như Vy đây thì nhớ thì xem đầu tiên á, thì mình vào xem thì mình like đi, like một lượt like cho người ta sáng tạo nội dung á, mấy người ta có động lực, là người ta có cái mà người ta làm bây giờ mình hay nữa. Thứ hai á là phải xem, thì xem đầu tiên á là có quảng cáo mọi người, quảng cáo mới có tiền á mọi người. Mọi người xem cho người ta bỏ lên 10 giây mấy giây đi á, rồi xem ủng hộ, chứ là ủng hộ người ta cho mấy YouTuber như Vy đây thì được tiền á mọi người. Vậy đó, có vậy nó mới được tiền á, người ta có được tiền rồi người ta mới có động lực người ta làm video này kia hay á. Còn chắc là nhiều người luôn á là vào không xem đâu, cứ vào cái tu một cái trời ơi ông này ăn kia rồi làm không hay này kia. Vào như là xem dội luôn á mọi người, đấy vào tu một cái là giống như xem dội luôn à, hay thiệt. 2 năm Vy làm YouTube đó, Vy kiếm được có 18 triệu thôi mọi người đấy, chưa tính phí thuế này rồi phí nét này kia nữa. Tiền Vy bỏ ra làm YouTube đó là còn nhiều gấp nhiều lần hơn cái tiền Vy rút đó mọi người đấy. Chứ là có nhiều người cứ tưởng là Vy làm một kênh 100 mấy ngàn lượt sub á thì tiền rất là nhiều luôn. Nếu mà so với kênh khác á thì view nhiều thiệt, người ta có 30 ngàn sub thôi là view người ta bung lên là một video lên tới là 100 ngàn lượt xem, có 1 triệu lượt xem đó mọi người.
thiệt kê luôn á, là có view đề xuất á mọi người. Lượt đăng ký kinh ít nhưng mà lượt xem nhiều thì view đề xuất á là tiền khủng luôn á, tiền quảng cáo này kia cũng nhiều lắm, có phải không nhiều đâu. Tại kinh Vi là đăng lên thì view á không đến đó mọi người, có video thì 4.000 lượt xem, có video thì 10.000, có video 2-3.000 ha, nói chung là vậy đó mọi người. Mình thì Vi cũng chấp nhận thôi, tại vì là Vi làm video không hay đó, làm nhàm chán này kia và lại ít đầu tư á, thì Vi cũng muốn đầu tư cho video Vi hoành tráng cho người ta xem cho hấp dẫn thôi, nhưng mà không có kinh phí mọi người, tại vì cái lực Vi rút tiền ra thì đâu được nhiêu đâu, Vi còn đi làm công nhân, Vi bỏ tiền vào Vi chi thêm đó mọi người, đây là vậy á đó. Thôi à, Vi cảm ơn mọi người đã lắng nghe Vi và xem video Vi nhé. Đây thì Vi chúc tất cả mọi người một buổi tối thật vui vẻ nhé mọi người. Thì nếu mà ủng hộ Vi thì được thì nhớ like và share đăng ký kênh cho Vi nhé. Bye bye mọi người nhé.